Khu du lịch nào ở Cần Thơ có vài trăm con cá sấu, đua heo và giết khỉ? Hôm nay cùng tôi, cô gái Cà Mau, đi khám phá khu du lịch làng Mỹ Khánh. Mới vào thì sẽ thấy 18 tầng địa ngục nè, nhà hàng, nhà khách, khu để ngồi nghỉ ngơi ăn uống rất là nhiều luôn. Địa điểm tôi khám phá đầu tiên là hồ cá sấu nè. Nghe nói ở đây có đến gần 500 con cá sấu lận. Có một số con thì đang tắm nắng, còn một số con thì đang bất động nằm ở dưới hồ nè. Muốn câu cá sấu thì mọi người chỉ cần tốn 10 cành thôi. Lúc đầu thì tôi định câu cái ẻm này nè cho gần gần. Ai có mà về đâu, ẻm không có chịu ăn luôn. Mọi người có thấy cái con đằng sau nó bơi lại không? Kiểu như là nó muốn nói mày không ăn thì để tao. Bày đặt đung đưa thấy ghét, tôi táp cho đỡ tức nè. Coi bộ răng hơi thưa nha, táp có nhiêu đó mà cũng hụt nữa. Táp tới lần thứ hai rồi mà cũng hụt nữa. Quê quá hay sao mà bơi đi mất tiêu luôn. Đối tượng tiếp theo thì táp cũng hụt luôn nha. Làm như tôi vô là để chọc quê tụi nó hay sao á. Mọi người có ghé ở đây thì phải thử cái trò này nha, vui dữ lắm luôn á. Coi cái nít đi lên đầu lên cổ người ta của con mẻ nè, xéo sắc thấy sợ luôn. Nhìn thì có rào xung quanh nhưng mà đi ngang đây vẫn hơi ráng ráng nha mọi người. Đi trở ra thì phía bên trái của hồ cá sấu thì sẽ là khu vực của các trò chơi đổi thưởng nè mọi người. 20 cành cho 6 viên, chỉ cần bắn trúng một viên thôi là sẽ được đổi một chai nước nha. Đây là khu vực vui chơi dưới nước. Này là nhà Nam Bộ nè mọi người. Ở đây thì mọi người sẽ được tham quan cách để làm ra sợi hủ tiếu. Rồi nào là kẹo dừa với là kẹo đậu phộng, quá trời luôn. Ở đây thì tôi thấy khá là rộng nên là mọi người nên đi xe điện nha. Chứ mà lội bộ tham quan hết khu du lịch đó thì chắc mỏi chân xỉu luôn. Điều mà tôi mong chờ nhất của ngày hôm nay nè mọi người, trước khi mà mình xem đua chó đua heo thì xem xiếc khỉ trước nha. Nhìn em khỉ mặc quần áo quá trời là dễ thương luôn. Trời giỏi quá trời dễ thương. Mọi người có để ý không, mỗi lúc em ngồi là em chéo giò thấy cưng lắm. Sao ba tới em này thì nhìn nét mặt em có vẻ sợ sệt, tại vì cứ nhìn anh huấn luyện hoài à. Hai em kia thì đạp xe đạp khí thế luôn, còn một em thì cứ nhảy lên rồi phóng thôi. Ra thì khỉ thông minh kinh khủng luôn mọi người hen. Tiết mục mong chờ tới rồi nè, đua heo thôi mọi người ơi. Tôi cá cược với tụi bạn là chọn con số 1. Ai mà về đâu, em chạy về cuối cùng luôn á. Coi em nào em nấy nè, ham ăn thấy sợ luôn. Đua heo xong thì qua đây là tới đua chó nha. Vẫn quyết định chọn con số 1 để phục thù, là cái con mà áo cam đó mọi người. Trời đất ơi, nó chơi ăn gian bà cố luôn. Hẹn mọi người clip sau tôi đi đâu ở Cần Thơ nha.